Xin chào các bạn đã quay trở lại với bí quyết đẹp trai của kênh 30Side TV và mình là Hữu Huân. Vừa rồi thì chủ đề nói gì với thợ cắt tóc được sự quan tâm của rất là nhiều người, số view rất là cao. Và ngày hôm nay thì Huân sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho các bạn bí quyết để nói chuyện với stylist sao cho mình có được kiểu tóc đẹp. Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng đi cùng mình xem mình nói chuyện với stylist như thế nào để có kiểu tóc đẹp nhé. Tôi rất là thường hay đi cắt tóc vào buổi sáng bởi vì đây là khoảng thời gian mà các stylist có năng lượng về thể chất cũng như là tinh thần tốt nhất trong ngày. Ngoài ra thì ở các salon hiện tại thì buổi sáng cũng rất là vắng vẻ, thì mọi người sẽ có thời gian nhiều hơn để chăm sóc kỹ càng cho mái tóc của các bạn. Ngoài ra thì cái quy trình massage 7 bước rất là tiện lợi. Không những các bạn có một kiểu tóc đẹp thì các bạn sẽ có một năng lượng về tinh thần rất là tốt để cho cả một ngày dài làm việc. Chào bạn, em có thể giúp gì cho anh ạ? Mình có đặt lịch cắt tóc với anh Thủy sáng nay rồi. Anh có ghế ngồi chờ một chút anh. Ok bạn. Bí quyết để chúng ta có một mái tóc đẹp đó là hãy coi stylist và skinner như một người bạn, phải nói chuyện và giao tiếp với họ thật là nhiều. Cắt tóc cho một người bạn thì sẽ rất là dễ dàng và thoải mái hơn một gã khó tính không nói gì rất là nhiều. Nên vậy đừng ngại giao tiếp với các stylist. Không những các bạn sẽ có thêm một người bạn mới mà chúng ta sẽ có rất là nhiều lời khuyên bổ ích về cách làm tóc mà các bạn rất là khó tìm thấy trên mạng. Điều này chỉ có ở trong những cái kinh nghiệm dày dặn của các stylist mà thôi. Bí quyết để nói chuyện với stylist đó là các bạn hãy chuẩn bị trước vài câu hỏi hay vài vấn đề mà các bạn thường gặp nhất về tóc, ví dụ như là cách vuốt tạo kiểu tóc, làm sao khi tóc của bạn quá thưa, quá mỏng hay quá dày, màu tóc này nên dưỡng như thế nào để không bay màu, nên gội đầu như thế nào để tóc cuốn không nhanh bị duỗi, cách chăm sóc tóc vào mùa đông cũng như mùa hè. Những câu hỏi này sẽ giúp cho các bạn giao tiếp với stylist dễ dàng hơn và giúp chúng ta có thêm thông tin, kiến thức giải đáp được các vấn đề mà hay gặp nhất đối với chất tóc của chúng ta. Vừa rồi thì tôi đã gội đầu xong, phải nói là rất là thoải mái. Công việc hay là phong cách của bạn cũng là một chủ đề rất là hay để nói chuyện với stylist. Các stylist sẽ có cơ hội để thấu hiểu bạn hơn. Giả sử nếu như bạn đang là người đi học thì stylist sẽ tư vấn cho bạn những kiểu tóc mà nó mang thiên hướng trẻ trung và ấn tượng. Nếu các bạn đang đi làm thì stylist sẽ tư vấn cho các bạn kiểu tóc nhìn nó lịch lãm và nam tính hơn một chút. Còn đối với công việc như nghệ thuật hay là làm tự do thì có thể thoải mái sáng tạo mái tóc của mình. Hôm nay muốn để tóc như thế nào ạ? Công việc của em khá là thoải mái, cả tự do ấy, thì em muốn kiểu tóc nhìn nó ấn tượng hơn chút. Ok, về cái công việc của mình là thoải mái, tự do thì mình nên để độ dài bên trên một chút, thay đổi không vuốt cao lên nữa mà mình sẽ để có độ dài và trùng xuống layer với hai bên và cái mình cắt bám sát lên một chút, thì khi em đánh lọn bên trên thì anh sẽ tạo ra một cái kiểu tóc khá là ấn tượng và nổi bật khuôn mặt của anh lên. Vâng, ok, chuyển rồi. Khi mà khách đến đây thì người ta có thường hay phân vân giữa nhiều kiểu tóc không anh? Ở cái trường hợp đấy xảy ra khá là nhiều ở đây. Mình thấy các bạn rất là khó chọn về cái kiểu tóc cho phù hợp với cả khuôn mặt và độ dài hiện tại của tóc. Thì có một lời khuyên đó là các bạn nên chuẩn bị thật nhiều ảnh cho các từng kiểu tóc mà các bạn muốn để. Thì khi đó mà bọn mình sẽ có đưa ra những cái tư vấn nó chuẩn xác hơn cho cái khuôn mặt của bạn hiện tại. À, thế là nên chuẩn bị thật là nhiều ảnh thì anh sẽ dễ dàng tạo kiểu tư vấn cho phù hợp với khuôn mặt hơn đúng không anh? Đúng rồi. Và một lưu ý nữa là mình có biết là cái trên trang 30Side TV bên mình ấy có rất nhiều là kiểu tóc và rất hiện hành hiện nay phù hợp với rất nhiều tầng lớp, thì các bạn có thể vào đó xem video clip và chọn cho mình một cái kiểu tóc hợp lý nhất và đưa cho bọn mình xem thì bọn mình sẽ tư vấn cho bạn tốt hơn. Đấy là một kho tư liệu rất là nhiều để lựa chọn. Vâng, trên 30Side TV cũng rất là nhiều cái tư liệu để chọn kiểu tóc nhỉ? Đúng rồi. Các video tư liệu kiểu tóc ấy rất là nhiều hàng ngày và phù hợp với từng khuôn mặt, từng kiểu tóc và các bạn có thể chọn rất là nhiều trên đó. Về cái vấn đề mà chúng ta có nên chọn thợ quen hay không thì trước đây khi mà cắt tóc ở những cái tiệm truyền thống thì tôi rất là hay chọn những thợ quen bởi vì nghĩ là khi mà cắt những thợ khác thì sẽ không hiểu ý mình. Và kết quả là khi mà đến cắt thợ quen ấy thì rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là lúc mình đến thì anh ấy lại đang cắt cho một người khác mất rồi, có khi lại đang cắt khách nữ, thành ra tôi phải chờ tận những 2 tiếng đồng hồ.
Nhưng hiện tại thì với hệ thống chuỗi của 30Side đã không còn chuyện đó nữa. Mỗi lần cắt tóc xong, stylist sẽ chụp lại 4 góc và ảnh được lưu trên hệ thống. Mọi stylist tay nghề đều xịn như nhau và đều có thể cắt lại chính xác kiểu tóc một lần trước mình đã cắt. Và biết đâu bạn lại tìm được người thợ hợp với mình hơn thì sao? Và điều cuối cùng là đừng quên kiểm tra lại các đường nét trên tóc của bạn. Bí quyết là hãy quan sát những đường nét phía ngoài làm sao cho liền mạch và mịn màng, không có tóc con chìa ra ngoài. Với các kiểu cắt sát thì phần gáy đó đã đạt. Với những bạn để kiểu tóc gáy dài, dày, nhìn gáy tự nhiên và không lệch thì sẽ được coi là hoàn hảo. Nếu các bạn có quên không để ý kỹ cũng như là kiểm tra đường nét tóc cẩn thận thì cũng đừng lo, tại vì ở 30Side chúng ta sẽ có một cam kết mà không nơi nào dám làm, đó là 7 ngày chỉnh sửa tóc miễn phí. Các bạn hãy đặt lịch bình thường, sau đó lúc tới salon thì chỉ cần báo với lễ tân ở đây sẽ chỉnh sửa tóc cho các bạn vì bất kỳ một lý do gì. Và cuối cùng thì chỉ có ở 30Side mới có những dịch vụ khiến mình yên tâm khi sử dụng. Và các bạn đừng quên là muốn đẹp trai hãy tới 30Side. Thao tác đặt lịch chỉ mất 30 giây trên website 30side.com mà thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.